Rồi, thì hôm nay mình nói về vẽ mây ha. Ở trong vẽ mây thì đối với các đồ vật, các vật thể dạng tự nhiên giống như là mây, cây, cỏ, đá đó, thì tất cả là mình sẽ phải luyện tập rất là nhiều. Phương thức vẽ thì có nằm ở trong hai cuốn sách này, đó là sách dạy vẽ với là sách dạy vẽ hai cây sắc kia ha. Mình mở ra trong đây mình coi cẩn thận từng xíu một. Thì hôm nay trước tiên anh nói về vẽ mây trước đã. Thì ở trong hai cuốn sách dạy vẽ này nó có những cái phần mục về vẽ mây ha, có những cái phần mục về vẽ mây. Có một cuốn là Hayao Sakuraba đã dịch rồi, còn cuốn này thì là chưa dịch, nhưng mà nói chung mình xem hình vô mình cũng hiểu hiểu sơ sơ được ha. Hiểu sơ sơ anh sẽ nói đến những cái cốt yếu khi mà mình vẽ thôi. Thì nói chung là vẽ tất cả các vật thể ha, cho dù là cây, mây, đá, cỏ gì đó, tất cả các vật thể luôn ha, thì đều phải chú ý đến cái cơ bản nhất, đó là khối. Vẽ phải ra khối đúng bát, đúng màu chuyển, đúng phân diện sáng tối và đúng sắp xếp ở trong không gian. Chẳng hạn giống như cái phần mây như thế này, khi mà mình nhìn vào trong đây ha, thì ví dụ mây này là mây gần ở bên trên, cái đường bát của mình nhìn hướng từ dưới lên hơn, thì cái phần mây này mình sẽ thấy mặt đáy nhiều hơn đúng không? Ra xa mình sẽ thấy mặt đáy ít hơn, ra xa nữa mình sẽ thấy mặt đáy ít hơn. Thì cơ bản trong các cái cơ bản đó là đường bát. Ở trong đây thì mình nhìn có cảm giác nó hơi rối một xíu, nhưng mà nó sẽ có một cái đường bát chiều cao với một bát chiều sâu hai bên nữa ha, khoảng 3 bát như vậy. Vậy thì ví dụ giống như thế này, anh sẽ giải thích cách đơn giản thôi. Anh sẽ hiểu ví dụ giống như thế này. Bây giờ mình có một cái phần bát như thế này. Có một phần đường bát như thế này. Vậy thì khi mà mình hiểu rằng nếu mà ở trên đây có một cái khối theo phối cảnh ha, nhìn ở từ dưới góc lên, nó có một cái chiều cao khoảng khoảng giống như thế này. Tưởng tượng đây là cụm mây trên cao, nó hút dài ra phía sau này, nó chuyển thành cụm mây ở phía xa ha, chuyển thành cụm mây ở phía xa. Vậy thì cái tương quan giữa cái khối này với khối này trên cơ bản bây giờ mình hiểu nó là bằng nhau ha. Thì cái phần mặt đáy ở khu vực dưới đây mình sẽ thấy nhiều hơn đúng không? Càng ở gần, càng ở phần trên cao, tầm cao của mình, càng cách đường chân trời thì phần mặt đáy sẽ thấy nhiều hơn. Ra phía đây phần mặt đáy sẽ thấy ít hơn. Do đó khi mà mình vẽ một đám mây, mình sẽ phải coi cái vị trí tương quan của nó trong đường bát nó như thế nào. Vậy thì mặt đáy ở đây nhiều, mặt đáy ở đây ít. Đối với cái phần diện diện trên này, thì mình nếu mà tính tỷ lệ của cái diện trên này so với mặt đáy này, thì cái này là hẹp, còn cái này thì sẽ thấy là nhiều. Diện trên này nó chính là phần diện màu trắng này nè, diện sáng này nè ha, diện hướng sáng này. Thì càng gần về phía đường chân trời mình sẽ thấy khu vực sáng nhiều hơn, và càng trên mình thì sẽ thấy khu vực đáy nhiều hơn ha. Thì mình hiểu quy tắc đó, thì đến khi khi mà mình vẽ một cái phần bầu trời hay là phần mây, mình có thể phác thảo qua sơ. Ví dụ giống như là mây ở phía xa thì mình nhìn thấy phần mặt đáy nó ngang hơn đúng không? Theo phối cảnh ra đây cái phần mặt đáy nó chỉ còn nhiều đây thôi, lên trên này mặt đáy nó nhiều hơn một xíu, lên trên đây mặt đáy nó nhiều hơn một xíu, lên trên đây mặt đáy nó nhiều hơn một xíu. Vậy thì nó mới phân biệt được từ mây từ gần ra chuyển ra phía xa. Tương tự như vậy, vậy thì cái phần diện diện đứng tức là diện hướng sáng ha, phần mây ở phía xa này thì diện hướng sáng là khoảng khoảng như đây đúng không? Mình thấy cái phần chiều cao của mây nó nhiều, lên trên đây phần diện sáng nó sẽ giảm ít đi so với này, lên trên đây nó sẽ ít đi, còn lên trên đây nó sẽ ít đi hơn nữa ha. Vậy thì từ đó mình vẽ phác thảo ra các cái cụm mây nó sẽ chuyển đổi bát ở trong không gian ha. Nhớ chú ý điều đó để đến khi về sau khi mà mình vẽ một cái phần nhà hay một dãy phố, ví dụ phần nhà của mình có đường bát nó hướng lên ít, nó cỡ cỡ như thế này, thì mình sẽ hiểu à mây nó sẽ tương đương với cái khoảng bát ở trong đây. Vậy thì mình sẽ vẽ được cái cụm mây nó đúng tương ứng với cái bát của cái nhà này. Ví dụ anh đây có cái nhà cao tầng thì lúc đó mây ở đây mình sẽ biết là à thấy mặt đáy nhiều hơn ha, chứ không phải là mây các chỗ mình vẽ nó đều bằng nhau hết là không đúng ha. Rồi thì đó là nói về cơ bản của mây, cách hiểu của mây.
Là như vậy. Vậy thì đối với mỗi khối ở trong cái cụm mây này, đối với mỗi khối ở trong cái cụm mây này thì nó có tương đương với là một cái khối hình hộp chữ nhật không? Hoặc là hình tròn, đúng không? Mình hiểu theo hình hộp chữ nhật thì mình sẽ dễ định hướng ánh sáng hơn ha. Hiểu hình tròn thì nó hơi mơ hồ một xíu. Vậy thì chỗ này, trong cụm mây này, từ đây lên trên đây, khu vực này nó sẽ là đậm hơn mặt đáy, đúng không? Ánh sáng từ trên xuống ha, khu vực này sẽ đậm hơn, khu vực này nó sẽ nhạt hơn một xíu, nó hơi chuyển về phía màu của gì, của không gian bầu trời, đúng không? Ở đây nó sẽ đậm. Vậy thì cái diện này là diện hướng sáng, khu vực nào của nó sẽ sáng nhất? Chỗ này ha, khu vực chỗ này sẽ là sáng nhất ha. Rồi, vậy thì trong cái cụm mây của mình, khi mà mình đánh, mình muốn cái khối mây này nó nổi rõ lên thì khu vực này mình sẽ xác định là sáng nhất. Khu vực này nó hứng sáng thứ, nó sẽ tối hơn đi một xíu rồi, đúng không? Ha, còn khu vực này sẽ sáng. Ha, khu vực sẽ sáng. Khu vực này tối, khu vực này chuyển đổi. Thì nó tương đương với là ba diện ở trong một cái khối hình hộp lập phương. Vậy thì các cái cụm mây của mình, giống như lúc trước mình từng làm cái bài tập về các cái khối ở trong không gian. Ví dụ bây giờ mình có các cụm mây của mình, thì mình tưởng tượng nó gần giống như là các cái khối với nhau, đúng không? Đây là cùng là một một cái khoảng với nhau. Vậy thì khi mà mình có các cái khoảng như vậy á, vậy thì mình vẽ mình sẽ hình dung được cái sự liên kết của nó, sáng tối ở trong từng cụm từng cụm từng cụm. Ví dụ cái phần màu mây của mình, nguyên ba cái diện đáy này, nó sẽ tương đương với là một cái mặt phẳng, đúng không? Vậy thì mình sẽ xác định được đâu là đậm đâu là nhạt ở trong cái phần này ha. Thì đó là cách hiểu về mây, cách hiểu về mây và khối mây, đường bát của mây. Cái này là cơ bản cần phải nắm vững ha. Vậy thì về sau khi mình vẽ, ví dụ mình có một cái dãy thành phố, mình có một cái dãy thành phố ở phía xa 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 kiểu như thế này. Vậy thì cái mây ở đường chân trời, mình nhớ đặt cái đường tầm mắt của mây vào đúng trong đường tầm mắt của thành phố ha. Ví dụ mình có một cái soja giống như thế này, chẳng hạn mình có một cái soja, soja là cái tư liệu đó mà mình cắt ghép vô ha. Mình có một cái phần soja như thế này. Vậy thì khi mà mình vẽ vẽ một cái bài, mình xác định là đường tầm mắt nằm ở đây chẳng hạn. Vậy thì cái mây này của mình sẽ phải đặt đúng vị trí cái đáy mây, tức là vị trí này ha, vị trí đường chân trời này với vị trí đường chân trời này sẽ phải tương ứng với nhau thì nhìn vô mới hiểu được cái mây đó nó đang nằm ở đâu ha. Chứ mình không được phép, về sau mọi người thường hay sai một cái là, ví dụ mình vẽ một cái phần tòa nhà ngửa ngửa lên như thế này, mình có một cái đường bát kiểu giống như thế này, nhưng mà mây của mình lại lấy mình sử dụng và mình đặt lên luôn giống như thế này, trong khi cái đường tầm mắt của mình nó nằm ở tuốt 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 thấp ở bên dưới này, hiểu không? Ha, cái mây này tự nhiên đặt vô vậy, vậy là sai phối cảnh của mây, rất là không gian. Vậy thì cái này phải chú ý ha. Vậy thì khi mà mình xác định được tòa nhà vậy, vậy thì cái phần mây này mình sẽ phải đặt đưa nó vào đúng trong cái phối cảnh. Vậy thì khi đưa đúng vào trong phối cảnh, cái phần mây ở bên đây của mình vậy. Vậy thì lên bên trên nữa thì nó sẽ phải ngửa lên hơn nữa, đúng không? Vậy thì sẽ có nhiều cách xử lý, có thể là cắt ghép hoặc là vẽ dặm hoặc là kéo giãn, và sau đó vẽ dặm lại cho nó đẹp, cho nó rõ, nhìn làm sao cái mây của mình với cái tòa nhà của mình nó chung một cái phối cảnh với nhau ha. Phải chú ý về sau vẽ cây hay vẽ đá thì nó cũng tương tương tự như vậy ha. Phải chú ý cái đó. Rồi, vậy thì đó là những cái chú ý khi mà mình vẽ và ghép mây ha, vẽ và ghép mây sử dụng soza. Vậy thì cách vẽ của mây mình sử dụng những công cụ nào? Thì chỉ có hai công cụ chính thôi, đó là sử dụng thứ nhất là cọ, thứ hai là sử dụng công cụ chơi này ha. Sử dụng công cụ chơi này để mà mình là tạo ra những cái vệt xước, vệt tản đi của mây ha. Rồi, vậy thì cọ mây nói là cọ sử dụng thì để cho mình hiểu là
dùng dùng như thế nào thì nói qua để cho mình biết thôi, chứ nó không có phải là cố định bắt buộc là mây là phải dùng cọ mây, cọ này cọ kia. Tất cả các vật thể thì mình tự mình ứng biến tùy biến để tạo ra các cái dạng cọ khác nhau nhưng mà mình vẽ phù hợp phong cách ha. Chẳng hạn bây giờ mình nhìn thấy có phim thì sẽ có phong cách vẽ mây giống như thế này, gần giống như là thật đúng không? Rồi có phim thì sẽ vẽ phong cách mây nó hơi hơi khác đi nữa, ví dụ nó tơi 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 chuyển chuyển ra kiểu giống như thế này. Rồi có phim vẽ nhìn giống như kiểu hơi con nít nữa, thậm chí có phim vẽ mây cũng vẽ theo cái kiểu cơ bản như thế này. Nhưng mà cho dù là cơ bản hay là phức tạp đi chăng nữa thì nó đều không được sai cơ bản, tức là phải đúng về đường bát, phải đúng về việc phân diện diện khối ha, sắp xếp rồi ha. Rồi vậy thì công cụ để vẽ mây, công cụ để vẽ mây thì thứ nhất là bột cọ. Bột cọ mây á thì nói chung là bột cọ thì anh có lưu lên hết rồi, mình tự về mình mở ra mình coi. Nhưng mà ở trong cái bộ cọ mà riêng anh hay sử dụng á, thì anh có sắp xếp một số cây cọ này ha, mình có thể mình dùng để vẽ mây. Mình vẽ mây theo các cái kiểu, thậm chí á, trong một cái cây cọ như thế này có thể diễn tả ra hết tất cả các dạng mây, cho dù là từ cứng cho đến là mềm ha. Vậy thì khi vẽ có một cái ảnh hưởng rất nhiều lên trên cái bài vẽ hoặc là cái phong cách vẽ của mình ha, đó là cái cách mình xử lý nhấn nhả cọ. Cái này kẹt tay. Vậy thì anh sẽ vẽ sơ qua cho mình thấy là cùng một cây cọ nó có thể biến đổi ra nhiều kiểu giống như thế nào ha, tùy thuộc vào trong cái việc mình xử lý. Rồi để bộ cọ đây ha, cho mình vẽ nha. Rồi ví dụ cùng là cây cọ mây này ha, cùng là cây cọ mây này, bây giờ anh thiết lập các cái opacity hay là flow hay là transfer anh có chưa, nhấn nhả mạnh nhẹ. Ví dụ đang để flow cao như thế này, transfer này của mình cũng để cao vậy, vậy thì khi đó mình nhấn ra cái mây của mình nó sẽ cứng cáp và rõ ràng đường nét đúng không? Nhưng mà khi mình giảm flow xuống ha, kết hợp chung với cái lực nhấn này chẳng hạn, vậy thì mây khi đó mình tạo ra nó lại có một cái hình thái khác. Cùng là như vậy nhưng mà lực nhấn của tay của anh mạnh nhẹ khác nhau, nó sẽ tạo ra các dạng dạng mây mạnh nhẹ mỏng yếu khác nhau. Vậy thì khi mình vẽ bất cứ thứ gì, cái việc xử lý cọ và xử lý nhấn nhả như thế này cực kỳ quan trọng ha, nó sẽ biến đổi hết tất cả các dạng phong cách của mình ha. Khi mà mình cần thì phải chú ý cái này. Vậy thì để mà làm được cái này thì chỉ có một phương thức thôi, đó là luyện tập ha, để làm sao mình làm chủ được cây bút của mình. Rất là nhiều người sẽ thấy rằng ủa sao mà anh Quốc ảnh đưa cái cây cọ này ảnh làm sao mà mình thấy nó ra vậy, mà sao về mình làm nó lại ra vậy, nó là không được hay là cái gì đó ha. Thì đơn giản một cái thôi, đó là do mình chưa làm chủ được công cụ này. Vậy thì có bắt buộc khi vẽ mây hay là vẽ tự nhiên gì đó có phải bắt buộc phải dùng những này không, thì chắc chắn là không. Do đó là mình về mình tự mình làm sao để mà mình làm chủ được một cây cọ nào đó để mà mình tự mình tả vẽ ha, theo cái ý thích của mình. Rồi sau đó yêu cầu cao hơn nữa đó là khi mình vẽ thì chắc chắn một cái ha, mình vẽ phải phù hợp với phong cách của người ta, phong cách phim. Ví dụ giống như mây này ở trong phim One Piece thì người ta vẽ tả những cái đường nét chơi mờ ra như thế này. Vậy thì khi mình vẽ phim, cái mây của mình với mây người ta sẽ phải thống nhất với nhau ha. Tương tự như vậy, ví dụ người ta vẽ phim mà mây nó rõ theo kiểu thật như thế này, vậy thì khi mình vẽ mình cũng sẽ phải vẽ tả theo kiểu thật như thế này, và vẽ làm sao ra cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào mình, và không có ai mà
gò chỉ cho mình được hàng vạn cái các phong cách hết. Do đó mình sẽ phải tự mình tìm hiểu và mình vẽ làm sao cho ra được ha. Đó là tính chất của công việc, yêu cầu bắt buộc của công việc được không? Ha. Rồi. Vậy thì khi mà mình vẽ các hình thái mây dùng cỏ, mình có thể dùng cỏ bất kỳ gì đó ha, mình thấy làm sao cho phù hợp thì mình sử dụng. Trong khi vẽ mây á, thì mình sẽ thấy là người ta sử dụng cái mây của mình lúc ban đầu là cứng 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 giống như thế này, sau đó là nó được tơi ra như thế này, tơi ra như thế này là do cái gì? Gió thổi tạt nó mây ra ha. Thì mình có thể kế tiếp là mình sử dụng công cụ, đó là công cụ cụ chay ha. Thì cái smooth tool này ha, cái smooth tool này của mình ở trong đây thì mình nôm na ở trong khi mình vẽ mọi người sẽ nói là đi chay ha, chay trong chay chét chắc là vậy, anh cũng không biết nữa nhưng mà truyền đạt từ mười mấy năm nay nó như vậy rồi, mọi người gọi này là đi chơi ha. Tức là sử dụng cái smooth tool mà mình kéo cho cái mây nó giãn nó tơi ra ha. Rồi đó thì nó sẽ tạo ra các hiệu ứng kiểu giống giống như thế này. Khi mà mình thay đổi các dạng cỏ thì cái smooth tool này nó cũng sẽ tạo ra các hiệu ứng khác nha. Ví dụ hồi nãy là anh dùng cỏ cứng rồi, bây giờ anh dùng những cái cỏ mà nó hạt nó tơi kiểu giống như thế này thì nó sẽ tạo ra những cái sợi thớ nhỏ hơn chẳng hạn ha. Ha thì tất cả các cái tùy biến đổi mà mình ứng dụng ha. Vậy thì khi mà mình đi chơi như thế này, những cái chú ý khi mà mình hiểu và mình vẽ mây đó là cái gì thì anh sẽ nói sơ qua ha, sẽ nói qua những cái mà chú ý lớn để mình nắm. Rồi cái trước tiên và cái hiển hiện trước mắt nhiều nhất của mình đó, đó là hướng gió ha. Mây thì sẽ phải bay theo hướng gió, chắc chắn một điều là mây sẽ phải bay theo hướng gió. Bởi vậy khi mình vẽ mình sẽ phải thể hiện điều đó một cách rõ ràng ra, định hình cho người ta hiểu một cách rõ ràng ra ha, chứ không thôi thì mình sẽ chay chét hoặc là mình đi tả mây các cái hướng nó tơi ra, các hướng tơi ra mình sẽ làm tùm lum. Ví dụ giống như ở trong cái phần bài tấm tham khảo này anh đào ở trên mạng ha, của họa sĩ người Thái thì mình sẽ thấy rằng định hình hướng gió ở trong đây có như thế này, theo hướng như thế này đúng không ha. Và mây của mình từ cái cụm mây này nó tơi nhỏ nhỏ nhỏ, nó rơi 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 ra, tất cả đều đi theo hướng gió hết, chứ người ta có vẽ dùng cái này người ta vẽ ngược 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 lại đây không, ít ha. Có thể là ở đây có một cụm gì đó nó đang tan ra thì cũng có thể đi, nhưng mà ít khi mình thể hiện như vậy. Tại vì nếu thể hiện như vậy mình nhìn vô không có định hình được cái không gian hướng gió. Rồi vậy thì khi mà mình đi chơi, khi có một cái hướng gió như vậy ha, vậy thì khi mà mình đi chơi mình kéo những cái đường này thì mình sẽ phải chú ý là với cái hướng gió như thế nào thì cái cụm mây này nó sẽ tơi và nó chuyển đổi, nó bay 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 ra như thế này, luôn luôn phải chú ý điều đó thì mình vẽ nó mới thống nhất một toàn bài ha. Một cái chú ý thứ hai nữa của mình đó là trong cái việc hình thành mây là nó có một cái gọi là khí lưu. Khí lưu tức là không khí nóng từ ở bên dưới bốc lên ha, và không khí lạnh từ trên nó chuyển xuống ha. Từ đó cái cụm mây của mình đó, nó sẽ tạo ra cái cảm giác là à, từ đây nè nó cuộn lên, đồng thời ở bên trên này nó cũng quấn xuống nữa ha. Từ đó mà nó tạo ra các cái cụm mây kiểu cảm giác tròn tròn chuyển đổi như thế này. Vậy thì ví dụ ở trong một cái phần nhỏ như thế này, khi mà mình hiểu về khí lưu rồi đó thì khi đó bắt đầu mình đi đi chơi ở trong những cái này ha, thì mình sẽ tạo cái cảm giác là nó cuộn lên, chứ mình không có làm theo cái kiểu cảm giác gọi là nó đều ngang ngang hoặc là nó lung tung ha. Ví dụ bây giờ mình xác định không khí từ dưới cuộn lên giống như thế này, vậy thì khi mình làm những cái này mình cũng hiểu à,
vậy thì nó cần cuộn lên, vậy thì nó sẽ tạo ra các cái cụm cuộn như thế này. Chứ lúc đó mình không có đi kiểu lung ta lung tung quạch quạch hướng này quạch quạch hướng kia, hiểu không ha? Vậy thì cái chú ý thứ nhì nữa đó là khí lưu. Thứ nhất là hướng gió, thứ nhì là khí lưu ha. Khi mình hiểu điều đó thì mình sẽ diễn tả những cái này nó cảm giác là nó tự nhiên, được không? Rồi mây tơi ra hay là mây nó cuộn từ dưới bốc 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 lên thì mình sẽ hiểu được cái đó ha. Thì đó là những cái chú ý lớn trong cái việc vẽ mây. Rồi một cái phần chú ý nữa ở trong cái việc vẽ bài mây á, đó là việc phân tầng mây. Việc phân tầng mây thì mình coi vào trong cái này hoặc là về trên web á, mình coi mấy cái trang khí tượng thủy văn gì đó cũng có phân tầng mây, mây tích ly, mây nặng, mây nhẹ, mây thực điện gì đó ha. Thì nó phức tạp nhưng mà mình có thể chốt lại một cách đơn giản như thế này: mây càng đặc càng dài càng nặng thì càng thấp ở bên dưới ha, mây càng mỏng càng nhẹ, cảm giác mây mỏng nhẹ thì nó càng nằm ở trên tầng cao hơn. Vậy thì khi mà mình vẽ mây á, ví dụ ha, khi mà mình vẽ mây thì những cái cụm mây mà nặng giống như thế này chắc chắn phải nằm ở bên dưới, và mây nhẹ mây tơi này sẽ nằm ở bên bên trên ha, mây nhẹ mây tơi này sẽ nằm ở bên trên, những cái mây nhẹ mà tầng cao như thế này sẽ nằm ở bên trên. Cái này mình phải chú ý tại vì khi mà vẽ có người sẽ dùng những cái mây mỏng như này lấp 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 lên trên phía tầng mây dài như thế này. Trong trường hợp thực tế tự nhiên vẫn có, nhưng mà khi mà mình vẽ một bầu trời nó có phức hợp nhiều tầng tầng mây á, nếu mà mình sắp xếp lộn xộn như vậy nó sẽ không có hiểu được chiều cao của bầu trời ha, và nhìn nó sẽ lộn xộn, nó rối lắm. Bởi vậy khi vẽ thì ví dụ những cái mây nặng thì chắc chắn là layer mình sẽ đặt sắp xếp đè lên trên cái phần mây, mây nhẹ mây mỏng ở bên trên ha, được không? Rồi đó là những cái phần về cái hiểu của mây. Vậy thì khi mình vẽ mây ở trong đây, một cái trường hợp mà mình thường hay sai á, đó là khi mình vẽ mây mình có một cái cụm mây ví dụ tròn giống như thế này, cái mình vẽ nó đều hết, đều tròn tròn hết ha, không nên vẽ như thế này. Mình khi vẽ mình sẽ phải tạo sự nhấp nhô cho nó, ví dụ cùng là một đường nét mây cong từ đây qua bên đây, khi vẽ thì hãy hình dung rằng ở trong này có nhiều cái cụm nhỏ và tạo ra một cái khối tổng thể nó tròn ha, kiểu giống như thế này, làm gia tăng cái sự nhấp nhô biến đổi của nó ha, thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi ở trong mỗi cái khối nhỏ nhỏ như thế này, khi mình vẽ dĩ nhiên là mình sẽ phải định hướng ánh sáng đó ha. Bây giờ ví dụ mình muốn ánh sáng từ phía nào qua, trái qua hay phải qua? Bên trái qua, kiểu giống như thế này. Vậy thì khi ánh sáng từ bên trái này qua, phần hứng sáng phải có riêng ra, phần tối phải tách riêng ra. Vậy thì với cùng cụm mây ở bên dưới này, nếu mà mình muốn nó nhô ra thì chỗ này sẽ hứng hứng sáng nhiều. Mình muốn nó nằm ở phía sau cái này, vậy thì nó sẽ hứng sáng ít và chỗ khu vực này sẽ là khu vực bóng. Vậy thì đối với từng cụm mây, ở trong từng cái cụm mây thì ở trong đây nó có những cái cụm nhỏ 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 như thế này. Tất cả những cụm nhỏ nhỏ bên trong nó đều là một khối hết. Cho nên mình phải diễn tả cho nó ra một khối. Tránh trường hợp mình vẽ mọi thứ nó đều 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 đều. Tránh trường hợp là vẽ như thế này, ở bên đây sáng, ở giữa tối, ở bên đây cũng sáng, ở bên đây cũng sáng qua thích lại qua bên đây sáng. Như thế này là định hướng ánh sáng không rõ ràng, lung tung ha, thì mình vẽ cái cụm mây nó sẽ không có nổi lên, nó không có đẹp và nó không tự nhiên. Vậy thì khi vẽ bất cứ vật thể gì cũng sẽ phải định hướng ánh sáng rõ ràng, kể cả việc vẽ cây cũng vậy ha, kể cả việc vẽ cây cũng vậy. Ví dụ vẽ cây ở trong đây mình thấy ha, đó cây hướng ánh sáng từ phía bên đây qua, vậy thì phía bên đây là sáng, phía bên đây là tối, phải phân rõ ra. Rồi việc vẽ mây ở trong cái mây hồi nãy mình mới nói, mỗi lần nói là nó nặng, nó không có hiện ở trong mỗi đám mây như thế này, nó có từng cụm nhỏ 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 nhỏ
Trong một cái khối lớn thì ở trong đây nó có từng khối nhỏ nhỏ như thế này. Đúng không? Vậy thì nhớ là ở trong mỗi khối nhỏ này cũng sẽ có phần sáng phần tối. Đối với ánh sáng ở đây là người ta đánh sáng ở thứ nhất bên đây hết. Cái này từ đây nó nằm bị che khuất sang sau, ở bên sau này nó tối. Đó là mình phải sáng tối rõ ràng vậy. Vậy thì cái quy tắc này nè, thứ nhất là quy tắc nhấp nhô, cái kiểu kiểu hiểu mà nhấp nhô phân diện như thế này và định hướng ánh sáng rõ ràng như thế này, nó ứng dụng trong cả việc vẽ mây, vẽ cây và vẽ đá ha, ba cái vật thể mà mình thường hay gặp. Ví dụ ở trong việc vẽ cây như thế này, mình thấy ở trong một cái tán cây này, cái phần cụm phía trước này nhô ra, phần cụm phía sau, phần cụm phía sau, những cái này nó phân biệt nhấp nhô, phân biệt rõ ra ha. Vậy thì khi vẽ mình chú ý cái đó. Thì có một cái quy tắc khi vẽ để mà giúp làm cho những cái này nó được phân biệt rõ ràng ra, đó là quy tắc vẽ sáng lên trên tối. Tức là ví dụ giống như em nhìn như thế này ha, mình đi phần nền, bắt đầu khu vực này của mình vẽ sáng thấy không, thì ngay phần tiếp xúc sáng và ở cái cụm phía trước và phía sau này, ngay chỗ này sẽ là tối, rồi chỗ này sẽ sáng, chỗ này ngay chỗ này sẽ là tối, nó mới giúp cho mình tách các cụm ra với nhau ha. Tương tự như ở trong cái việc vẽ mây thì cũng vậy thôi, cũng y chang như vậy ha. Trong các cụm vẽ mây mình sẽ thấy nè, ví dụ vẽ mây này anh nói theo cái này tại vì nó là thật ha, cho nên mình sẽ dễ hình dung hơn, cái phong cách thật nó sẽ dễ hình dung hơn. Thì mình sẽ thấy nè, sáng tối các bước đệm này nó nhịp nhàng với nhau ha, từ đó nó tạo ra các cụm phía trước và cụm phía sau. Và mình để mà mình diễn tả này thì phải định hướng ánh sáng rõ ràng mình mới vẽ được ha. Rồi nhắc lại câu tụng kinh là đó là định hướng ánh sáng rõ ràng ha, vẽ các vật thể luôn luôn phải chú ý cái đó. Rồi thì đó là cái việc cơ bản trong cái việc vẽ vẽ mây trời. Rồi kế tiếp thì anh về phần mây thì nó sẽ còn có nhiều phần nữa, anh sẽ nói một lượt thêm thêm kế tiếp luôn ha. Nhưng mà cái này mình trước mắt là về mây thì mình phải chú ý các vấn đề đó ha, đường bát, khối, phân diện sáng tối ha, sự nhấp nhô, hướng gió, khí lưu, được không ha, từ đó ha mình sẽ làm ra.